Và bây giờ Ngọc Lan sẽ nhờ kỹ thuật viên của mình test thử con máy Takeo TK4B này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Mình có thể thấy đây chính là thành phẩm của con máy Takeo TK4B. Thành phẩm của chúng ta đều rất là mịn. Hầu như thành phẩm của con máy Takeo TK4B và con máy Takeo TK2B là giống nhau. Nhưng với thời gian ngắn hơn thì bà con có thể xay được nhiều đá hơn. Ngọc Lan vừa mới giới thiệu cho bà con đó chính là con máy xay đá của thương hiệu Takeo. Một con máy là Takeo TK2B và con máy còn lại là Takeo TK4B. Với hai con máy này thì bà con có thể hoàn toàn đạt được năng suất từ con máy Takeo TK2B là từ 400 kg/h. Còn con máy Takeo TK4B là bà con có thể đạt được năng suất là từ 800 kg/h. Và kích thước đá của mình rất là mịn, tầm từ khoảng 3 đến 5 mm. Với thành phẩm như thế này thì bà con hoàn toàn an tâm để sử dụng cho công việc chế biến thực phẩm cũng như là ướp cá tôm của mình ở nhà rồi. Và nếu như quý vị và các bạn còn thắc mắc gì về dòng máy xay nước đá Takeo TK2B và Takeo TK4B này, hãy để ở dưới comment, Ngọc Lan sẽ trả lời ngay cho quý vị khi mà Ngọc Lan có thể nhé. Và số điện thoại cũng như là website quen thuộc Ngọc Lan điện ngay trên màn hình. Quý vị và các bạn hãy điện ngay cho chúng tôi để được đội ngũ kinh doanh hỗ trợ tư vấn nhiệt tình hơn nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu một trong hai con máy Takeo này. Còn bây giờ, Ngọc Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.